Quý cô tu nữ, ta kính chào các anh chị đạo hữu trong lớp học. Đã đến giờ lễ bái Tam Bảo, kính xin tất cả cắt mic cùng hướng tâm về thời kinh lễ bái Tam Bảo. Xin mời đạo hữu Hồng Mai thay mặt lớp học lên tụng kinh lễ bái Tam Bảo ạ. Nam mô Bụt Đà, Nam mô Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Dạ con kính đảnh lễ sư Trung Tuệ, kính lễ quý chí sư và các cô tu nữ, kính chào toàn thể quý học viên trong lớp. Hôm nay con xin thay mặt lớp tụng kinh Tam Bảo. Sắc ghi ca nê cha ru phê ghi ri si kha ra ta tê chan ta li khê huy ma nê đi phê ra thê cha ga nê ta ru wa na ga ha nê ghê ha wa thum hi khê tê phum ma cha yam tu đê wa cha la tha la huy sa mê yak kha gan tháp ba na ga tít than ta san ti kê yang muni wa ga wa cha năng sa tha vô mê su nan tu tham mát sa wa na ca lô a yam pa đàn ta tham mát sa wa na ca lô a yam pa đàn ta tham mát sa wa na ca lô a yam pa đàn ta. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Buddhang saranang gacchami. Thammang saranang gacchami, Sanghang saranang gacchami, Duttiyampi Buddhang saranang gacchami, Duttiyampi Thammang saranang gacchami, Duttiyampi Sanghang saranang gacchami, Tatiyampi Buddhang saranang gacchami, cha mi ta ti yam ti tham mang sa nang gat cha mi ta ti yam ti sang khang sa nang gat cha mi iti pi so pha ga wa a ra hang sam ma sam bu tho vi cha cha na sam pan no su ga to lo ka vi du anut taro purisa dhamma sarati sat hadeva manusa nang buddho bhagava tinatthi me saranang anyang buddho me saranang varang ete na satcha vacche na hotu me jaya mangalang uttamang yena vandehang bada pam sum warut tamang buddhe yo kalito do so buddho kamatutang mamang sakato bhagavata dhammo sandittiko akaliko ehi passiko opanayiko pacchattang veditap bồ huynh nhu hi ti nát thi mê sa năng anh nhân thầm mô mê sa năng quá răng ê tê na sắp cha quách chê na hồ tu mê cha gia măng gà lăng út ta măng ghê na hoàn đề hằng thầm mạnh cha đuôi thằng quá răng thầm mê vô khá lý tô đô sô thầm mô kama tu tang mamang supattipanno bhagavato savaka sangho ucupattipanno bhagavato savaka sangho nyayapattipanno bhagavato savaka sangho samicipattipanno bhagavato savaka sangho yadidam chat Tari purisa yugani, atta purisa pukgala, esa bhagavato, sa waka sangho, ahunai
Dakinayo anjali karaniyo anuttarang punya ketang lokasa tinati me saranang anyang sangho me saranang warang ete nasat jawat jena ho tu me jaya manggalang uttamang jena wandehang sang khanh cha du vi thop ta mang sang khe yo kali to do so sang kho ta ma tu tang ma mang wan da mi che ti yang sap bang sap bat tha ne su pat tit thi tang sa ri ri ka tha tu ma ha bo thing bút tha ru pang sa ka lang sa da Sambuddhe attavi sanya dwada sanya sahas sakke panya satasahas sanina mami sirasa ahang te sang dhammanya sankhanya adarena namami hang namakara nupave naham tva sabde upat Da we aneka antaya divinasantu asse sato sambuddhe panya panya sancha chatuvi sati sahas sakke dasa sata sahas sani namami sirasa aham te sang dhammanya sankhanya adarena namami hang Namakara nufa we naham tua sabbe upat da we aneka antaraya piwinas santu asse sato sambuddhe navuttara sate at tachattale sasahas sake visati satasahas Sani namami sirasa ahang Te sang thammang cha sang khang cha a Na re na namami hang Namakara nupa we na ham toa Sabbe upat da we aneka antaraya Tiwinas sam tua se sato Sabbe purat Thi maya di saya satta avera sukhi hontu sap de purat thi maya anuri saya satta avera sukhi hontu sap de dang khi naya di saya satta avera sukhi hontu sap de dang khi na ya nu di sa ya sat ta a we la su khi hon tu sat be pat chi ma ya di sa ya sat ta a we la su khi hon tu sat be pat chi ma ya nu di sa ya sat ta a we la su khi hon tu sat be ut ta ra ya di sa ya sat ta Avera sukhi hontu sat be uttaraya anudisaya satta Avera sukhi hontu sat be uparimaya disaya satta Avera sukhi hontu sat be hettimaya disaya satta Avera sukhi hontu sat Đề sát ta á quê ra Hồn tu su khi ta Hồn tu nít đúc khà Hồn tu áp chà bách chà Hồn tu á ni khà Hồn tu đi khà Dú khà Hồn tu á rô gà Hồn tu sâm phát Tì hi sa mít chàn Tu su khi áp ta năng Pà ri ha ràm Tu đúc khà phát ta Chà nít đúc kha phaya patta janipaya soka patta janisoka hontu sat
Epipanino Akasattha Chakumattha Devanaga Mahittika Unyang no anumodantu chirang rakkantu sasanang Akasattha Chakumattha Devanaga Mahittika Unyang no anumodantu chirang rakkantu no garu Akasattha Chakumattha Devanaga Mahittika Punyang no anumodantu chirang rakkantu nyatayo Akasattha chakummattha devanaga mahittika Punyang no anumodantu chirang rakkantu panino Akasattha chakummattha devanaga mahittika Punyang no anumodantu chirang rakkantu no sada idang watano punyang asawa kaya wahang hotu anagate kale sa thu. Dạ, thì kinh lễ bái Tam Bảo đã hoàn tất. Chúng con kính mời giảng sư Tinh Tuệ lên thuyết giảng bài học vi diệu pháp ngày hôm nay ạ. Dạ, kính chúc đạo tràng được an vui trong suốt thời gian học vi diệu pháp. Dạ, con kính dâng mic đến sư ạ. Nam mô Phật Thầy ạ. Nam mô Tham Mày ạ. Nam mô Sang Thầy ạ. Xin chào các vị. Dạ, con kính dâng mic đến sư. À, ta tranh thủ học 5 bài mà tại trong đó mình có 4 bài là liên quan đến việc biên tịch đến bậc thánh A La Hán, và ngày cả như học để biết thêm thôi cho mình còn lâu lắm cho nên mình học nhanh một tí. Phần này thì hôm trước mình có nói rồi, tức là mình đang học đó là lộ y môn thời cận tử. Trong lộ y môn thời cận tử này thì có lộ y môn thông thường, cận tử thông thường, lộ y môn viên tịch thông thường, lộ y môn viên tịch đặc biệt. Rồi trong lộ ý môn viên tịch đặc biệt này thì có lộ viên tịch liên thiền, lộ viên tịch liên thông, lộ viên tịch phản kháng, lộ viên tịch đắc đạo tột mạng, lộ viên tịch đặc biệt. Lộ viên tịch đặc biệt tức là tiến trình tâm sanh khởi lần cuối của cuộc đời có liên quan đến tâm động lực an chỉ đối với bậc thánh tứ quả hữu thiền. Tức là hôm trước mình học hai lộ tâm ý môn cận tử, một là ý môn cận tử thông thường dành cho người dành cho người phàm phu với lại bậc thánh hữu học. Rồi chúng ta học lộ ý môn biên tịch thông thường. Thì lộ y môn biên tịch thông thường đó thì khi mình nói đến chữ biên tịch thì chỉ cho bậc thánh A La Hán thôi. Thì lộ biên tịch thông thường đó là chỉ cho ở trong trường hợp mà các bậc thánh A La Hán không có chứng đắc được thiền, hoặc là có chứng đắc được thiền nhưng mà khi biên tịch thì các ngài không có nhập thiền chẳng hạn. Để trước khi biên tịch thì gọi là lộ biên tịch thông thường. Còn lộ tiến trình đặc biệt ở trong trường hợp này đó là cũng chỉ cho tiến trình tâm mà xảy ra với bậc thánh A La Hán trong lúc mà sắp viên tịch, nhưng mà nó có liên quan đến thiền định. Có liên quan đến thiền định. Cho nên ở đây cái lộ trình tâm này chỉ xảy ra đối với trường hợp mà
các bậc thánh a la hán mà cứ có chứng đắc thiền định. Còn là nếu mà bậc thánh a la hán không có chứng đắc thiền định thì cái lộ trình tâm này nó không có. Ví dụ như là trong trường hợp giống như ngài Chắc Khu Ba Lá, ngài chỉ chứng đắc a la hán bằng cách đoạn trừ tất cả các phiền não, chứ không có chứng đắc được thần thông. Thì khi ngài viên tịch thì nó không có trường hợp này xảy ra. Không có trường hợp này xảy ra. Thì lộ ý môn viên tịch đặc biệt đó có 4 trường hợp. Thứ nhất đó là lộ viên tịch liên thiền. Thứ hai đó là lộ viên tịch liên thông. Thứ ba đó là lộ viên tịch phản kháng. Và thứ tư đó là lộ viên tịch đắc đạo tột mạng. Thì hôm nay chúng ta học 4 bài này. 4 bài này. Bốn chỉ cho trường hợp bậc thánh a la hán và có cả đức Phật. Thì trong đây mình có phần định nghĩa, rồi về lộ trình tâm, các tính chặn tâm và tâm lộ, rồi tính số lượng tâm ở một tiến trình tâm xảy ra và tính tổng quát. Rồi mình nói về người thì ở trong trường hợp này chỉ có bậc thánh a la hán thôi. Thật ra những trường hợp này mình không cần cái mục này cũng được. Rồi lộ viên tịch liên thiền xảy ra ở các cõi. Thứ nhất đó là phần định nghĩa. Lộ viên tịch liên thiền là tiến trình tâm sinh khởi do vị thánh a la hán tứ quả nhập thiền, vô số sát na tâm thiền rồi viên tịch. Tức là thay vì ngày hết tuổi thọ, ngày biên tịch liền, thì lúc bây giờ ngày nhập thiền, rồi sau cái tiến trình tâm nhập thiền đó mới là lộ biên tịch, thì người ta gọi là biên tịch liên thiền. Thì lộ biên tịch liên thiền này nó cũng xảy ra đối với người trì căn và lợi căn, và nó có sen hộ kiếp trước tử hoặc là không, xin lỗi, sen hộ kiếp trước viên tịch hay là không có sen hộ kiếp trước viên tịch. Nó cũng có 2 trường hợp giống vậy. Thì đây là lộ trình tâm mà diễn ra đối với bậc thánh a la hán mà viên tịch liên quan đến thiền. Tức là các ngài bắt đầu nhập thiền bằng cái lộ trình tâm này, là khai ý môn, chuẩn bị cẩn thành thượng thứ chuyển tộc rồi thiền. Cái thiền này thì diễn ra bất định. Rồi sau sắc na tâm thiền đó, sau sắc na tâm thiền đó là có thể là có sen hộ kiếp hoặc là không sen hộ kiếp, rồi các ngài mới viên tịch. Thì đó là trường hợp với người trì căn. Ở người lại căn thì mình chỉ bỏ một sắc na thôi, tại vì có chuẩn bị thì ở đây mình bỏ cái sắc na chuẩn bị đi. Sau khai ý môn thì nó là cận hành thuần thứ chuyển tộc thiền, rồi nó cũng cái sắc na thiền này nó cũng bất định. Ví dụ như có thể 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày gì đó, hoặc là 1 giờ, 2 giờ gì đó, tùy theo. Tùy theo tại các bậc thánh a la hán thì các ngài sẽ biết là mình sẽ viên tịch vào lúc nào, thời điểm nào. Thì cái nhập thiền đó vừa đủ, sau đó là xuất thiền, là viên tịch. Về chặn tâm. Chặn tâm thì chúng ta thấy là ở đây nó có nhiều cái tên gọi khác nhau, nhưng về cái công việc á, vì nó chỉ có một cái công việc duy nhất thôi. Ví dụ như là cái sắc na chuẩn bị cận hành thuần thứ chuyển tộc thiền á, tất cả tâm này đều là tâm động lực, tất cả tâm này đều là làm việc động lực, cho nên người ta kể chung cho nó là một chặng. Rồi thêm khai ý môn một chặng nữa. Như vậy thì cái lộ trình tâm này ở trường hợp này nó chỉ có 2 chặng.
tâm lộ, vì tâm lộ ở đây mình có là cái sát na thiền, nó là bất định, nó không biết được là bao nhiêu sát na, cái nên tâm lộ ở đây thì nó là bất định. Tâm lộ ở đây thì bất định. Như vậy thì ở trong trường hợp này mình có hai chặng và vô số tâm lộ khách quan. Vô số tâm lộ khách quan. Còn về các tâm có mặt trong lộ tâm và số lượng lộ tâm. Về khi mà đề cập đến tập trước tiên nói về bậc thánh A-la-hán, bậc thánh A-la-hán mà nhập thiền thì nó liên quan đến là tại liên quan đến thiền nó phải là tâm hợp trí, nó phải là tâm, các loại tâm hợp trí, cho nên ở đây đó, phải là các tâm có mặt trong lộ tâm. Sao nó tới phần này rồi hả? Cái này ghép lại hả? Quen học mấy mục trước mình chia cái này ra thành hai mục, bây giờ mình ghép lại cho nên thấy nó hơi lạ lạ. Thì ở đây một tiến trình tâm xảy ra thì chúng ta thấy là nó chỉ có ba thứ tâm thôi. Cái lộ trình tâm nào nó cũng chỉ có ba thứ tâm, tức là gì? Tức là khai ý môn, rồi cái chuẩn bị cận hành thứ và chuyển tộc á. Nếu là nó một tâm nào đó thì bốn sắc này nó sử dụng giống nhau. Ví dụ ở đây nó là tâm đại tố thọ xả hợp trí, thì ba tâm còn lại nó cũng là tâm đại tố thọ xả hợp trí, rồi sau đó là tâm thiền. Sau đó là tâm thiền. Tâm thiền ở đây nó có thể là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền hoặc là tứ thiền, ngũ thiền. Tùy theo bậc thánh A La Hán đó chứng đắc được bậc thiền nào, hoặc là nhập thiền nào, thì tâm thiền ở đây là tâm đó. Cho nên ở đây một tiến trình tâm xảy ra thì có ba thứ tâm, đó là khai ý môn, rồi một trong bốn tâm đại tố hợp trí, rồi một tâm thiền. Một tâm thiền thì có ba thứ tâm. Nhưng mà nếu mà tính tổng quát á, thì ở đây hồi nãy mình nói rồi, một trong bốn tâm đại tố, như vậy thì bốn sát na này thì có thể sử dụng được bốn tâm, tức là bốn tâm đại tố hợp trí. Thiền thì mình có thiền sắc giới và thiền vô sắc giới. Thì thiền sắc giới mình có là năm tâm thiền, năm tâm thiền tố sắc giới, đó là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền và ngũ thiền. Và bốn tâm thiền tố sắc giới là mình có chín tâm mình có chín tâm thiền tố, chín tâm thiền tố. Như vậy thì ở đây bốn với ở đây chín là 13. Chính là bốn đại tố với chín tâm thiện là 13, thêm một khai ý môn là 14. Như vậy thì một tiến trình tâm xảy ra thì nó có ba thứ tâm, nhưng mà nếu mà tổng quát thì mình có 14 thứ tâm. Ở đây bây giờ mỗi một tâm thiền á, mỗi một tâm thiền á là mình người ta tính nó một sát na, một lộ trình tâm, mỗi một tâm thiền á mình nó có một lộ trình tâm. Thì ở đây mình có chín tâm thiền, tức là năm tâm thiền sắc giới, bốn tâm thiền vô sắc giới, thì mình có chín tâm thiền. Chín tâm thiền thì như vậy thì nó sẽ có chín lộ tâm, chín lộ tâm. Rồi chín lộ tâm này mình tính theo chín lộ tâm mà mình tính theo hai hạng người thì là 16 lộ. Mà mỗi một hạng người như vậy thì mình lại chia theo, đó là có hộp kiếp trước tiên tịch hoặc là không có hộp
chí tiên tịnh, cho nên mình nhân thêm hai nữa, thì nó có là tổng cộng mình có 36 lộ tâm, 36 lộ tâm viên tịch liên thiện, tức là 36 trường hợp xảy ra. Người thì bậc thánh A-la-hán là hai người tứ quả rồi, bậc thánh tứ quả mà hữu thiền, chỉ nhớ thêm là bậc thánh tứ quả hữu thiền. Về các cõi thì ở đây chúng ta thấy là bậc thánh tứ quả có thể có mặt ở tất cả các cõi vui hữu tâm, luôn cả cõi vô sắc giới. Cho nên ở đây thì mình chỉ bỏ ra đó là bốn cõi khổ với cõi vô tưởng, thì nó còn lại đó là 26 cõi vui hữu tâm. Thì đó là phần lộ viên tịch liên thiền. Phần lộ viên tịch liên thiền. Tiếp theo đó là mình học phần lộ viên tịch liên thông. Lộ trình tâm viên tịch đặc biệt thứ hai là lộ viên tịch liên thông. Phần này thì chúng ta cũng học về phần định nghĩa, học về lộ trình tâm, cách tính chặn tâm và tâm lộ, rồi số lượng tâm diễn ra ở một lộ trình tâm và số lượng tâm tổng quát. Rồi người thì ở đây đó là mình chỉ có người tứ quả, rồi sau đó chúng ta tính ở cõi, liên quan đến các cõi. Như phần định nghĩa đó là phần lộ viên tịch liên thông, ở đây đó là chỉ cho tiến trình tâm sanh khởi do vị thánh tứ quả nhập thiền để hiện thông rồi viên tịch. Còn cái phần này đó thì chúng ta nhớ là cái lộ cái cách mà thể hiện thành thông, cái lộ hiện thông ở trong thời Bình Nhật á, thì chúng ta nhớ đó là liên quan đến thần thông á, thì người ta chỉ sử dụng đó là thiền sắc giới, chỉ là ngũ thiền sắc giới là người ta có thể hiện thông được, không cần sử dụng đến thiền vô sắc giới. Cho nên ở cái lộ viên tịch mà liên thông ở trong trường hợp này á, cũng xảy ra chỉ đối với bậc thánh A-la-hán ở từ cõi sắc giới trở xuống, chứ không có ở cõi vô sắc giới. Cõi vô sắc giới. Ở trong trường hợp mà lộ viên tịch liên thông này thì nó cũng có là trường hợp mà người trì căn và người lợi căn, rồi cũng có trường hợp đó là có sen hộ kiếp trước viên tịch hoặc là không sen hộ kiếp trước viên tịch. Trong trường hợp mà người trì căn thì chúng ta có thêm sát na tâm, thì nó bị lộn tờ. Chuẩn bị cái này nó bị thiếu, để sẽ coi lại tí. Để chỉnh lại cái này tí nha.
là ở trường hợp người trì căn á, mình thêm có cái sát na chuẩn bị, tức là sau khai môn thì chuẩn bị cần hành thùng thứ chuyển tập, rồi sau đó là tâm thông, sau đó là tâm thông, rồi trước tâm thông đó có thể là có một sát na tâm hộ chí trước khi biên tịch, hoặc là không có sát na tâm hộ chí rồi biên tịch. Còn ở người lợi căn thì nó rút ngắn cái bỏ qua ra cái sát na chuẩn bị, thì bắt đầu từ khai ý môn đó là cận hành thuần thứ chuyển tộc tâm thông, rồi nó cũng có thể có trường hợp đó là có hộ kiếp trước biên tịch hoặc là không có hộ kiếp trước biên tịch. Nó giống cái phần này, nếu mà chúng ta để ý thì nó chỉ thay lại cái tên, thay vì tâm thiền thì bây giờ là tâm thông. Nó chỉ có vậy thôi, chứ không có gì. Về trạng tâm thì nó cũng giống lúc nãy, tức là tên gọi khác nhau, nhưng mà các tâm này á, nó đi làm việc động lực, tức là tâm chuẩn bị, cận hành, thuần thứ chuyển tộc và tâm thông á, đều là các tâm làm việc động lực, cho nên nó chỉ có một trạng, rồi khai ý môn một trạng nữa thì hai trạng. Về tâm lộ á, thì nó có thể có 5 hoặc là 6 tâm lộ. Ở trong trường hợp có chuẩn bị, trường hợp có chuẩn bị, tức là dành cho người trì căn thì mình có 6 tâm lộ khách quan. Còn nếu mà trường hợp cho người lợi căn thì nó chỉ có là 5 tâm lộ khách quan. 5 tâm lộ khách quan. Về các tâm có mặt trong lộ tâm. Ở đây nếu mà một tiến trình tâm xảy ra á, một tiến trình tâm xảy ra thì nó chỉ có đó là ba thứ tâm, ba thứ tâm đó là khai ý môn, rồi sau đó đó là một trong hai tâm đại tố thọ xả hợp trí, và sau đó là tâm thông. Và tâm thông ở đây nó nhớ là thông tố. Ở trong cái bản nêu của mình á, chúng ta thấy là ở phía sau phần ngũ thiền á, theo sau phần ngũ thiền sắc giới, chúng ta thấy là người ta có là quẻ thêm hai cái lỗ trống không, thì hai cái lỗ đó là tâm thông. Một là tâm thông thiền dành cho người phàm phu và bậc thánh hữu học khi mà chứng đắc thiền định và có được thần thông. Còn tâm thông tố thì dành cho bậc thánh a la hán. Tâm tố và bậc thánh a la hán. Và chúng ta để ý đó là thể hiện thần thông, người thể hiện thần thông á, thì phải chứng đắc được ngũ thiền sắc giới thì mới thể hiện thần thông được. Và tâm thông á, cái tâm động lực để ở trong trường hợp này đó, thì nó phải là, vì ở đây là ngũ thiền, cho nên tâm động lực ở trong trường hợp này đó là nó phải là động lực thọ xả. Nó chỉ là một trong hai động lực thọ xả, tâm đại tố, mà một trong hai tâm đại tố mà thọ xả hợp trí. Như vậy thì một tiến trình tâm xảy ra thì có ba thứ tâm, nhưng mà tính tổng quát thì nó có 4 thứ thôi. Tại tâm thông thì nó chỉ có một cái tâm thông tố, rồi cái giai đoạn mà chuẩn bị cận hành thần thứ và chuyển tộc này á, thì nó là hai tâm đại tố thọ xả hợp trí. Thì ở đây nó có hai thứ tâm với một hai ý môn, cho nên tổng quát thì nó chỉ có 4 thứ tâm thôi. Về số lượng lộ trình tâm á, thì ở đây chúng ta thấy là nó có hai trường hợp đó là có xen hộ kiếp trước tử và không xen hộ kiếp trước tử, có xen hộ kiếp trước tử và không xen hộ kiếp trước tử, rồi nhân cho hai hạng người, cho nên ở đây mình có 4 lộ tâm.
có bốn độ từ tâm, bốn độ từ tâm. Người thì chỉ có người tứ quả và phải chứng đắc được ngũ thiền sắc giới, ngũ thiền sắc giới. Rồi cõi, cõi thì giống như nói lúc nãy, vì cái lĩnh vực mà thần thông á, nó chỉ diễn ra ở cõi dục giới và sắc giới đối với bậc thánh A-la-hán. Cho nên ở đây mình bỏ ra đó là bốn cõi khổ, một cõi vô tưởng, vừa bốn cõi vô sắc, thì mình bỏ ra chín cõi. Như là vậy thì mình còn lại 22 cõi. 22 cõi, cõi đó là biền bỏ cõi khổ, cho nên 22 cõi vui, bỏ cõi vô tưởng. Cho nên mình có tên là hữu tâm, bỏ thêm bốn cõi vô sắc, bỏ thêm bốn cõi vô sắc, cho nên mình còn lại đó là cõi ngũ quẩn. Như vậy thì chung lại đó là mình có đó là 22 cõi vui ngũ quẩn. Cái tên gọi chung của nó là 22 cõi vui ngũ quẩn. Đó là cái bài thứ hai liên quan đến lộ viên tịch liên thông của bậc thánh A-la-hán. Bài số 3. Bài số 3 đó là lộ viên tịch phản kháng. Lộ viên tịch phản kháng. Trong lộ viên tịch phản kháng này thì mình cũng học phần định nghĩa, lộ trình tâm, cách tính chặn tâm và tâm lộ, rồi các tâm trong lộ tâm và số lượng. Sư quý thí hay là quý thi vậy? Cái chữ thi cuối cùng sư lộ á, sư quý thí. Rồi chúng ta tính các tâm có mặt trong một tiến trình tâm, rồi tính tổng quát, rồi số lượng lộ tâm. Người thì ở đây đã là người tứ quả, rồi lộ biên tịch phản kháng xảy ra ở các cõi. Nó cũng vòng vòng mấy cái mục đó thôi. Thì ở đây lộ biên tịch phản kháng đó là chỉ cho tiến trình tâm sinh khởi do vị thánh tứ quả nhập thiền vô số sắc na tâm để chế ngự cảm thọ khổ lúc lâm chung, và sau khi xả thiền vị ấy dùng trí phản kháng các chi thiền đã nhập cho đến khi viên tịch. Tức là sao? Phản kháng, lộ viên tịch phản kháng. Tức là
Ví dụ như là ở trong trường hợp mà các vị thánh A-la-hán mà bị khổ thọ, bị thân, là bị thân bệnh hoạn chẳng hạn, thì để chế ngự cái đau khổ bị thân đó là thường là các ngài nhập thiền. Nhập thiền. Nhưng mà ở trong trường hợp này đó là nhập thiền mà sắp lâm chung, thì nó sẽ ngăn được cái cảm thọ khổ đó. Nhưng mà sau khi xuất thiền thì vị ấy dùng trí xem lại các chi thiền đã nhập, rồi cho đến khi viên tịch, thì cái lộ trình tâm này nó diễn ra, lộ trình tâm này diễn ra. Ở đây nhắc đến phản kháng thì nó có ba trường hợp. Thứ nhất đó là phản kháng chi thiền, thứ hai đó là phản kháng phiền não, và thứ hai đó là phản kháng đạo quả niết bàn. Cái trường hợp này thì tức là các thường các bậc thánh mà tu tập mà chứng đắc được thiền định hay là đạo quả xong á, là thường các ngài thường sử dụng cái phương pháp xem lại, cái phản kháng tức là xem lại từng chi thiền, từng cái đạo quả đó, đoạn trừ phiền não như thế nào, như thế nào. Cho nên đó là lý do tại sao mà cái người chứng đắc được đạo quả hay là thiền định là người ta biết rõ cái tâm của người ta, cái tiến trình tâm đó nó diễn ra như thế nào, cái phiền não đó nó đoạn trừ như thế nào. Và từ đó người ta biết mình lại chứng đắc được thiền định hay là đạo quả. Nó khác với mình nếu mà mình nói mình đã chứng được rồi mà mình còn nghi ngờ, là chứng tỏ cái điều đó là mình chưa có được. Tại vì nếu mình có được thì mình biết rất là rõ. Thì cái phiền não này, cái cách phản kháng này sẽ giúp cho các bậc thánh A-la-hán, các vị mà chứng đắc được thánh quả, là xem xét lại những thiền định hay là những thiền não mà mình đã đoạn trừ, đạo quả mà mình đã chứng đắc được. Như ở trong trường hợp này đó là phản kháng chi thiền, phản kháng phiền não, phản kháng đạo quả niết bàn, là có ba trường hợp. Vì cái lộ trình tâm phản kháng á, thì nó diễn ra như thế này. Lộ trình tâm phản kháng thì diễn ra như thế này. Thì đây là cái lộ trình tâm mà nhập thiền mà mình nói lúc nãy. Tức là nhập thiền để chế ngự cái cảm thọ khổ vì thân. Cảm thọ khổ vì thân. Nhưng mà sau cái lộ nhập thiền đó thì là cái lộ tâm phản kháng. Lộ tâm phản kháng. Thì lộ tâm phản kháng là lộ tâm này. Lộ tâm phản kháng là lộ tâm này. Cái lộ tâm phản kháng này nếu mà bậc thánh hữu học, nếu bậc thánh hữu học thì phản kháng bằng tâm đại thiện. Nhưng mà với bậc thánh A-la-hán thì phản kháng bằng tâm đại tố hợp trí. Bằng tâm đại tố hợp trí. Để sau cái lộ tâm phản kháng đó là nó có thể sang hộ kiếp trước tử hoặc là không sang hộ kiếp trước tử. Thì ở đây là trường hợp đối với người trì căn. Người lợi căn thì bỏ ra một cái trường hợp, đó là bỏ ra trường hợp giai đoạn chuẩn bị, mà thay vào đó đó là sau khai ý môn, đó là cần hành thuần thứ chuyển tập và thiền, nó cũng giống nhau. Sau đó là lộ trình tâm phản kháng. Lộ trình tâm phản kháng, thật ra cái lộ trình tâm phản kháng là nó chỉ cái phần màu xanh này thôi. Nhưng mà vì cái này nó liên quan đến nhập thiền xong rồi mới đến lộ phản kháng, phản kháng thiền, chi thiền hay là phản kháng đạo quả, hoặc là phản kháng phiền não, thì cho nên mình phải vẽ lại như vậy. Tại sao cái này thì mình có cái lộ phản kháng. Nhưng mà đến khi mình tính thì mình chỉ tính cái lộ phản kháng thôi, chứ còn cái lộ ở trên đây nó là lộ nhập thiền.
lậu trên đây là nói lậu phía trước là lậu nhập thiền, lậu sau mới là lậu phản kháng. À, cái lậu xem xét lại. Dạ, con thưa sư, cái lộ này là 5D, động lực là 5, 5D hay là 7D, lộ phản kháng là động lực là 7D? Ở đây thì có các tài liệu đó là, có tài liệu đề cập là 7 sắc na, có tài liệu đề cập đến 5 sắc na. Nhưng mà theo ở từ các bài trước mà mình đã học lại ở trong cái lộ trình tâm mà cận tử á, là mình chỉ thấy là lộ trình tâm cận tử thì nó chỉ diễn ra ở năm sắc na tâm tổng lực. Dạ. Cận tử thì năm, nhưng mà lộ phản kháng thì là năm hay bảy. Nhưng mà sáng phản kháng ở đây nó cũng là nằm ở trong lộ cận tử chứ nó không phải là cái lộ phản kháng thông thường. À, nó không phải là cái lộ phản kháng thông thường. Thì có thể là mình sẽ tìm lại tài liệu để mình đối chiếu và cái cách giải thích. Nhưng mà tại trong đại liệu của ngài Giác Giới thì ngài chỉ biết là năm động lực, nhưng mà trong ngài Chánh Minh thì ngài biết là 7 động lực, cách nó bị cái trình bày cũng khác nhau. Nhưng mà theo mình thấy là ở trong lộ cần tử thì động lực thì các lộ đều là 5 động lực, là 5 động lực. Thì mình có thể tìm hiểu thêm đây tài liệu để ra nhiều trường hợp như vậy thì cũng rất là khó mà không có giải thích, không giải thích. Mà trong trường hợp là lộ cận tử mà nó chỉ có năm sắc na thì tại vì lúc bây giờ nó yếu, cái tâm nó yếu đi, cho nên nó chỉ có năm động lực, nó chỉ có năm động lực. Về tính chặn tâm và tâm lộ thì giống như nói lúc nãy thì mình chỉ tính ở lộ phản kháng. Ở lộ phản kháng thì ở đây chặn tâm thì mình chỉ có hai chặn, đó là chặn khai ý môn và chặn động lực. Ở dưới thì cũng vậy. Về tâm lộ thì mình có 6 tâm lộ, tức là 1, 2 ý môn và 5 động lực. 1, 2 ý môn và 5 động lực. Về số lượng lộ tâm về ở đây một tiến trình các tâm có mặt trong lộ tâm á, thì ở đây một tiến trình tâm xảy ra nó có ba thứ tâm đó, xin lỗi hai thứ tâm đúng rồi đó. Hai thứ tâm tức là khai ý môn và động lực. Thì cái động lực ở đây đó là nó là bốn tâm đại tố hợp trí tại bậc thánh A La Hán. Còn nếu mà bậc thánh hữu học thì nó khác, nhưng ở trong trường hợp này là bậc thánh A La Hán thì ở đây đó là chỉ là bốn tâm đại tố hợp trí và tâm khai ý môn. Như vậy thì một tiến trình tâm xảy ra làm có hai thứ tâm, đó khai ý môn và động lực. Còn nếu mà tính tổng quát thì vì cái tâm động lực thì mình có tới bốn thứ tâm làm việc động lực, cho nên mình có tất cả là năm tâm động lực. Về lộ trình tâm á, lộ trình tâm á, ở đây mình tính theo phản kháng chi thiền, xin lỗi, phản kháng chi thiền. Phản kháng chi thiền đó là mình có 24 chi thiền. 24 chi thiền là sao? Tức là mình sơ thiền mình có 5 chi, nhị thiền có 4 chi, tam thiền có 3 chi, tứ thiền có 2 chi, ngũ thiền có 2 chi. Nhưng mà ngũ thiền thì mình có tới 5 tâm ngũ thiền. Cho nên mình có 10 chi cái tâm ngũ thiền.
thì tổng cộng là mình có 24 chi thiền. Mà 24 chi thiền á, mà mình mỗi một chi thiền như vậy nó có 4 lộ tâm. Tức là nó có trường hợp đó là của người trì căn hai lộ, người lại căn hai lộ. Cho nên mình tổng cộng đó là mình có 96 lộ tâm. Ở trong một số bản thì tính đó là cũng tính 24 chi thiền. Tính 24 chi thiền mà không hiểu sao là các ngài chỉ tính là cũng tính hai hạng người. Cũng tính hai hạng người nhưng mà nó chỉ có là 48 lộ tâm. Nhưng mà nếu mình tính hai hạng người á, mà mỗi một hạng người nó có hai lộ trình tâm thì nó phải là nhân lên hai thêm hai nữa, chứ nó không thể là chỉ có 48 được. Thì cái đó là cũng mấy tài liệu khác nha. Nhưng mà cái này nếu mình tính theo hạng người rõ ràng như vậy thì nó là phải là 96 lộ. 96 lộ. Người thì người tứ quả rồi ha. Này đi. Còn cõi. Cõi ở đây đó là phản kháng thì ở cõi nào cũng có thể phản kháng được. Bậc thánh A La Hán ở cõi nào cũng có thể phản kháng được. Cho nên ở đây đó là mình chỉ bỏ ra đó là bốn cõi khổ thì có được đó là cõi vui. Bỏ ra cõi vô tưởng thì mình còn lại đó là cõi hữu tâm. Thì còn lại đó là có 26 cõi vui hữu tâm. 26 cõi vui hữu tâm. Thì đó là phần bài lộ tâm phản kháng. Lộ biên tịch phản kháng. Bà sư cho con hỏi. Giống như hồi nãy chứ hôm chị Nhung á, sư hỏi là cái lộ tâm á, là sư tóm tắt lại bớt bỏ cái phần mà phản kháng nha, chi thiền đã nhập không sư? Đâu có tóm tắt. Dạ, tại vì là có sau khi lộ nhập thiền xong bắt đầu thiền phản kháng chi thiền đã nhập á, là 7 động lực, giờ mới tới cho đến khi lộ đến lộ viên tịch. Đấy, cái đó là cái cách trình bày của sách khác nhau. Dạ. Cách trình bày cái cách của sách khác nhau thôi. Dạ. Chứ không phải tóm tắt. Dạ. Do các giáo trình trình bày khác nhau. Dạ. Dạ, con hiểu rồi. Dạ. Thì cái đó mình cứ nghiên cứu thêm lại. Rồi phần tiếp theo đó là lộ viên tịch đắc đạo tột màng. Lộ viên tịch đắc đạo tột màng ở trong trường hợp này đó là tức là chỉ cho trường hợp mà bậc thánh A La Hán, người tu tập mà chứng được thánh quả A La Hán rồi viên tịch ngay trong lúc đó. Viên tịch ngay trong lúc đó, giống như trường hợp chúng ta đọc ở trong pháp cú có vị tôi không nhớ rõ tên, mà có vị trưởng lão mà lấy dao tự tử rồi ở trong khoảnh khắc đó ngài quan sát và chứng đắc được thánh quả A La Hán, mà trong lúc đó ngài cũng viên tịch. Thì hoặc là ở trong như cũng ở trong chú giải pháp cú thì phải, tôi nhớ có câu chuyện mà vị trưởng lão mà bị cọp nó ăn, mà nhưng mà trong lúc đó này quan sát này cũng chứng đắc được thánh quả A La Hán vào biên tịch ở trong lúc đó. Thì những trường hợp mà chứng đắc được thánh quả mà chứng đắc thánh quả xong là biên tịch thì trường hợp đó được xem gọi là lộ biên tịch đắc đạo tột mạc.
tức là đắc đạo xong thì chấm dứt cái mạng sống này. Vì định nghĩa đó là lậu viên tịch đắc đạo tột mạng là tiến trình trong sinh khởi đối với vị vừa chứng đắc A-la-hán quả rồi viên tịch liền. Tức là chứng đắc A-la-hán quả xong là viên tịch. Thì cũng có hai trường hợp với người tỳ căn và người lợi căn. Ở người tỳ căn thì mình có thêm cái sắc na chuẩn bị. Sao sắc na tâm chuẩn bị. Còn lộ biên tịch ở đây đó là tức là sao cái ở đây đó là cái lộ viên tịch ở đây đó nó diễn ra đó là tức là cái giai đoạn này là giai đoạn chứng đắc được thánh quả. Giai đoạn chứng đắc được thánh quả thì sau khi chứng đắc được thánh quả đó rồi trở lại cái lộ trình tâm đó là bắt đầu là hộ kiếp rung động dứt dòng khai ý môn động lực, rồi sau đó là có thể có hộ kiếp trước tử hoặc là không có hộ kiếp trước tử. Thì đó là trường hợp mà chứng đắc được thánh quả xong rồi viên tịch. Chứng đắc được thánh quả xong rồi viên tịch. Cái trường hợp thứ hai đó là trường hợp mà không có của người lại căn. Của người lại căn, của người lại căn thì mình bỏ cái sắc na chuẩn bị, bỏ sắc na chuẩn bị, nhưng mà thay vào đó đó là sao tâm đạo, đó là ba sắc na thâm quả, giống như là chúng ta học ở trong cái phần mà lộ trình tâm chứng đắc được đạo quả ở trường hợp của người tỳ căn và người lại căn. Rồi sau đó thì vẫn là cái lộ trình tâm viên tịch, khai y môn và năm động lực, rồi có thể cũng có thể đó là có sen hộ kiếp trước tử hoặc là không sen hộ kiếp trước tử. Về chặng tâm thì mình cũng tính, chỉ tính ở phần sau, tức là phần khai y môn với động lực, cho nên ở đây mình có đó là hai chặng tâm. Về tâm lộ thì ở đây mình có một khai y môn với năm động lực, cho nên ở đây mình có sáu tâm lộ. Sáu tâm lộ, sáu tâm lộ, hai chặng là sáu tâm lộ. Về số lượng mà một tiến trình tâm xảy ra, một tiến trình tâm xảy ra thì ở đây chúng ta thấy là chỉ có khai ý môn với là động lực. Cho nên nếu mà một tiến trình tâm xảy ra thì nó chỉ có hai thứ tâm. Nhưng mà mình tính tổng quát á, vì cái tâm động lực ở đây đó là động lực tố hợp trí, động lực tố hợp trí, cho nên ở đây mình có thêm là bốn tâm đại tố, bốn tâm đại tố hợp trí, cho nên nếu mà tính tổng quát thì mình có năm thứ tâm, mình có năm thứ tâm. Về ở trong phần lộ viên tịch đắc đạo tột mạng, thì nó xảy ra ở hai trường hợp. Thứ nhất đó là có trường hợp đó là lộ trình tâm này đó là lộ trình tâm đó là quán xét đạo quả rồi viên tịch. Thứ hai đó là quán xét 10 phiền não, 10 phiền não rồi viên tịch.
10 phiền não rồi viên tịch. Thì ở trong trường hợp mà quán xét đạo quả, vì ở đây nó là bậc thánh A-la-hán, bậc thánh A-la-hán, cho nên ở đây chỉ là tứ đạo tứ quả, tứ đạo tứ quả, cho nên nó chỉ là một lộ trình tâm, một trường hợp mà chia cho hai hạng người, hai hạng người, mà mỗi một hạng người như vậy thì mình có hai lộ trình tâm, thì mình có bốn lộ trình tâm ở trong trường hợp mà quán xét đạo quả. Thứ hai đó là trường hợp mà quán xét phiền não. Quán xét phiền não thì mình có 10 phiền não. 10 phiền não mà mình nhân cho hai hạng người thì mình có 20. Có 20. Rồi mỗi một hạng người như vậy thì mình lại chia ra đó là hai lộ trình tâm nữa. Tìm nhân thêm hai nữa đó là 40. Cho nên là tổng cộng là chúng ta có 44 lộ trình tâm. Ở phần này thì một số giáo trình thì cũng chỉ tính cho mình đó là 22 lộ trình tâm. Tức là chỉ tính đó là cái phần quán xét phiền não có hai lộ trình tâm. 10 quán xét 10 phiền não, mỗi phiền não là hai lộ trình tâm. Thì chỉ có 20, là còn lại chỉ có 22. Nhưng mà nếu mình tính như vậy mà mình tính theo hạng người thì nó đủ. Tính theo hạng người và mỗi một hạng người có hai lộ trình tâm thì nó đủ. Thì đó là cái phần lộ trình tâm. Người thì bỏ đi, người thì người. Còn cõi, cõi ở đây mình để ý đó là vì ở trong trường hợp này đó là mình cái bậc thánh ở trong trường hợp tử, ở trong trường hợp này nó còn có sắc na tâm. Ở cái lộ trình tâm lúc nãy chúng ta thấy đó là động lực. Cái phần mà chứng đắc được đạo quả rồi chết bất tử như thế này đó, tức là nó chỉ diễn ra ở cõi dục giới. Ở cõi dục giới thì nó mới có trường hợp như vậy. Chỉ có ở cõi dục giới thì nó mới có những trường hợp như vậy, còn ở các cõi sắc sắc giới và vô sắc giới thì nó có những trường hợp mà chết đột xuất như thế này. Thì đó là phần lộ đắc đạo, lộ biên tịch đắc đạo tột mạng. Bây giờ mình còn một cái lộ trình tâm mà nó liên một lộ trình tâm tục sinh nữa ha, phần tâm tục sinh thêm một cái lộ trình tâm này nữa để cho nó hết phần lộ trình tâm đi. Cái lộ trình tâm tục sinh này á, mặc dù nó diễn ra rất là đơn giản nhưng mà nó là được kể là xem một thời. Tại vì nếu mà không có thầy tục sinh thì nó không có thầy bình nhật. Vậy thì sư có... con không thấy màn hình. Thấy cái ngôi chùa không mà không thấy chữ. Chữ trình chiến quá. Vậy ta, cái này nó lại không hiện ta.
Thấy chưa lớp, thấy chưa? Dạ chưa sư. Dạ thấy file á sư. Thấy file rồi. Thư mục á, mấy thư mục á sư. Dạ thấy rồi. Thấy rồi phải không? Dạ. Thì ba thời, tức là hôm trước mình học thêm, mình học giới thiệu về lộ trình tâm đó, là người ta đã giới thiệu cho mình về phần thời, tức là có ba thời, đó là thời tục sinh, thời bình nhật và thời cận tử. Và hai cái thời đầu đó là mình đã, cái thời bình nhật là mình học trước, rồi sau đó là thời cận tử. Rồi còn thời tục sinh để giống như thời tục sinh, người ta nói là thời tục sinh tức là, thì chắc là nó chỉ là một cái lộ trình tâm diễn ra vào ở ở cái kiếp sống mới, ở kiếp sống mới. Thì chúng ta ở trong phần lộ trình tâm này thì chúng ta tìm hiểu một số mục như thế này. Nhất là phần định nghĩa, thứ hai đó là một vài đặc điểm của lộ tâm tục sinh mà cần để ý. Thứ hai đó là cảnh của lộ tâm tục sinh. Thứ ba đó là các tâm làm việc tục sinh. Thứ tư là phần biểu đồ. Thứ năm là Con liên chưa quan thấy đến cái màn người. hình cô sư đang đọc nha sư ơi. Hả? Dạ. Con chưa thấy cái màn hình cô sư đang. Vẫn chưa thấy cái màn hình, vẫn thấy cái màn hình cũ à, thời tục sinh, thời bình nhật, thời cận tử rồi xưa ơi, chưa thấy kia. Đã thấy rồi sư. Yeah, thưa sư. Thấy rồi. Là liên quan đến người và cõi, người và cõi. Thời tục sinh tức là lộ ý môn, thời tục sinh tức là tiến trình tâm sinh khởi đầu tiên của một kiếp sống qua lộ ý môn. Cái thời tục sinh này nó chỉ diễn ra ở lộ ý môn thôi. Nhớ là mình học ở thời bình nhật với thời cận tử á, thì nó xảy ra ở cả hai trường hợp, tức là trường hợp lộ ý môn và lộ ngũ môn. Nhưng mà thời tục sinh á, thì nó có lộ ngũ môn, nó chỉ có là lộ ý môn. Chúng ta để ý cái phần đó. Vì một vài đặc điểm mà chúng ta cần chú ý ở đây đó là thứ nhất đó là cảnh mà ở trong thời tục sinh đó là cảnh rõ hoặc là cảnh rất rõ và cảnh thuần là danh pháp. Lý do mà phải có cảnh như vậy là như vậy thì nó mới làm cho cái tâm nó bám vào đó. Cho nên nếu mà cảnh lờ mờ thì nó không được, nó bắt buộc phải là cảnh rõ hoặc là cảnh rất rõ. Thứ hai đó là động lực, luôn có động lực là tâm tham, tức là ngay cả cái chúng sanh ở cái kiếp cuối cùng mà chứng đắc được, có khả năng chứng đắc được thánh quả A-la-hán thì tâm tục sinh đó là vẫn là tâm tham. Cái xin lỗi, cái sát na tâm đầu tiên đó, trong cái lộ tâm động lực ấy, thì vẫn là tâm tham, vẫn là tâm tham. Tại vì tâm tham thì nó mới bám với cái đời sống, với cái kiếp sống. Tại vì ở trong đời sống luân hồi mà mình cứ bị sanh già mình chết chi phối đó, tại là lúc đó mình bị chi phối bởi cái tâm tham, bị chi phối bởi cái tâm tham.
Còn là nếu mà tâm tham đã được đoạn trừ rồi thì nó không còn luân hồi nữa. À, nó còn luân hồi nữa. Thứ ba đó là thời điểm tục sinh tiếp nối với tâm tử không gián đoạn. Tức là sau khi chết xong là tục sinh liền. À, chứ không phải là đợi 49 ngày gì đó mới tục sinh, không có như vậy. Theo trong cái diệu pháp đó là tức là sau khi chết là người ta tái sinh liền, nhưng mà không có không chắc là họ được tái sinh vào loài chúng sanh nào, tức là có thể là loài người, loài chư thiên, cũng có thể là loài súc sanh, loài ngạ quỷ hoặc là loài hoàng sanh. Có một số trường hợp ví dụ như là mình có người thân mình mất rồi mình nằm mơ mình thấy họ, hoặc là do một lý do nào đó mà họ cho mình thấy họ, thì mình nghĩ là người thân của mình chưa được tái sanh. Thật ra cái trường hợp đó mình nói gì nó không phải, thật ra họ đã tái sanh rồi. Nhưng mà trong lúc đó là họ đang tái sanh ở cõi khổ, là chúng sanh cõi khổ. Nhưng thường những dạng mình có thể thấy được là thường những dạng đó là dạng ngạ quỷ, dạng chúng sanh ngạ quỷ. Một số loài thôi, không phải ngạ quỷ nào mình thấy được. Dạng đó, dạng mà mình thấy được cái dạng đó là mình có khả năng làm phước, hồi hướng phước cho họ là họ có thể nhận được. Tại dạng đó là dạng nhẹ nhất. Nhẹ nhất. Thứ tư đó là tiến trình tâm phải diễn ra đủ 17 sát na. Tức là một sát na tâm tục sinh với lại 16 sát na hậu kiếp. Tức là nó phải tròn đủ đó là 17 sát na. Đó là cái một số các đặc điểm mà chúng ta cần nha. Thì nói về cảnh thì liên quan đến cảnh, nó cảnh của tâm tục sinh đó, nó cũng liên quan, tại nó dính từ, chúng ta nhớ là cái tâm tử, tâm tử nó cũng có ba loại cảnh này hôm trước mình học đó. Tức là trước khi mình chết nó cũng có ba cảnh này hiện ra. Một trong ba cảnh này có thể là cảnh nghiệp tướng và cảnh sanh thú tướng. Thì tương tự ở cái tâm tục sinh á, nó cũng có ba cái cảnh này là cảnh chủ của nó. Và suốt cái kiếp sống mới đó là cái cảnh chủ đó nó chỉ biết là ba cái cảnh này. Nếu mà khi nào có cảnh khách quan đến thì có tâm khách quan nó biết thêm cái cảnh khách quan, còn cái tâm tục sinh đó thì nó chỉ biết được các cảnh này. Thì ở đây nói đến tục sinh đó là chúng ta phải nhớ được các tâm mà làm việc tục sinh. Tức là mình có tâm quan sát thọ xả quả bất thiện làm việc tục sinh cho chúng sanh ở cõi khổ, tâm quan sát thọ xả quả thiện vô nhanh làm việc tục sinh cho người lạc vô nhanh, tám tâm đại quả, thì mình bốn tâm đại quả mà lý trí làm việc tục sinh cho người nhị nhanh, bốn tâm đại quả hợp trí làm việc tục sinh cho người tam nhanh, rồi cả cho người, nếu mà ở cõi người thì làm việc tục sinh cho cả bậc thánh hữu học, các bậc thánh hữu học. Năm tâm quả sắc giới thì làm việc tục sinh cho chúng sanh ở cõi sắc giới, ở cõi sắc giới. Bốn tâm quả vô sắc thì làm việc tục sinh cho chúng sanh ở bốn cõi vô sắc tùy theo trường hợp. Thì đó là các tâm làm việc tục sinh, các tâm làm việc tục sinh. Và chúng ta nhớ đó là khi mà tâm nào làm việc tục sinh á, thì tâm đó nó cũng làm việc hậu kiếp và tử. Cho nên cái chung của các loại tâm này á, ít nhất nó làm được ba công việc, nó làm việc tục sinh, làm việc hậu kiếp và làm việc tử. Cái này nó liên quan đến cái công việc của tâm, có bài mà trước đây chúng ta đã học. Để cái biểu đồ
Dạ thưa sư, không có, không còn nghe nữa sư à. Dạ, thưa sư, con không nghe gì hết sư à. Sư không nghe tiếng của sư à, dạ nghe. Dạ, cái này là lộ trình tâm tục sinh à, tức là sao tâm tử là tâm tục sinh à, sau đó là tâm sau đó là tâm hột kiếp rồi à, cái động tiếp sau đó là có cái một cái lộ trình tâm đầu tiên đó là rung động giết dòng thai y mô và động lực à, na cảnh động lực na. Động lực là 7D ha, thưa thầy sư. 7 nó mới đủ 17 sát na chứ. Dạ, nó phải là 7D thôi. Đây. Đại xin tí nha, đại xin xem tí. Năm động lực cả cái bản của ngài Chánh Minh ngài vẽ chỉ có năm động lực thôi. Cái này là cái tiến trình tâm đầu tiên khai ý môn năm động lực. Thưa sư không thấy bằng thật. Đã thấy rồi. Thì cứ lấy theo cái bản của ngài Chánh Minh cái đi rồi để gì có gì sẽ xem lại trong cái bản khác. Dạ. Vậy nếu mà tiến trình vậy xảy ra 17 sắc na là sắc na tục sinh với 14 sắc na hộ kiếp với hai rung động. Làm với hai cái này nữa nè, rung động ở rung động ở dưới dòng của mẹ nó là 17 sắc na hộ kiếp á. Dạ. Còn cái lộ trình tâm này là cái lộ trình tâm đầu tiên. À, cái lộ trình tâm đầu tiên mà nãy mình nói là cái động lực luôn là động lực tham á, thì nó cái động lực này à, à, cái động lực này tức là sau cái tâm tục sinh, sau tâm tục sinh thì mình có một cái lộ trình tâm đầu tiên đó là khai ý môn động lực năng cảnh và hữu phần, thì cái động lực ở trong trường hợp này nó là động lực tham, nhưng nó nói là vậy à, động lực tham.
Nó cũng có thể là tại vì nãy mình có đó là cái cảnh rất lớn hoặc là cảnh lớn, cảnh rất rõ hoặc là cảnh rõ, thì nếu mà rất rõ thì nó là na cảnh, còn nếu mà chỉ cảnh rõ thì nó là chót động lực. Chót động lực thì nó có hai trường hợp như vậy á, tại vì nó có những trường hợp đó là chúng sanh ở cõi sắc giới và cõi vô sắc giới. Cõi sắc giới và cõi vô sắc giới thì cảnh nó có trường hợp là cảnh dư, nó chỉ là cảnh vừa đủ cho nên nó chỉ chót động lực. Còn chót na cảnh là đối với trường hợp mà chúng sanh ở cõi dục giới, nó có hai trường hợp như vậy. Nhưng mà động lực nó vẫn là động lực tham, vẫn là động lực tham. Vì người người thì nãy mình nói về về tâm, mà tâm làm việc tục sinh đó, là mình cũng đã biết bao nhiêu hạng người rồi. Tức là người đạo thì mình không tính, người bậc thánh tứ quả thì mình không có tính, thì nó chỉ còn lại đó là bảy hạng người. Chỉ còn lại bảy hạng người. Nãy phần nếu mà chúng ta học nhớ lại cái phần cái tâm tục sinh đó là chúng ta nhớ được bảy hạng người thôi, tức là bốn phàm và ba ba quả hữu học. Bốn phàm và ba quả hữu học. Vì vì cõi á, cõi thì nó xảy ra ở 30 cõi. Ở 30 cõi. Tại vì ở cõi vô tưởng á, ở cõi vô tưởng chúng sanh ở cõi đó thì nó không có tục sinh bằng lộ trình tâm. Không có tục sinh bằng lộ trình tâm. Tại ở đây muốn tục sinh bằng lộ trình tâm thì phải cái điều kiện của nó là phải có tâm. Bây giờ nó không có tâm cho nên cái cõi vô tưởng nó không được kể vào ở trong đây. Mà chỉ có 30 cõi. Thì trong 30 cõi đó cái lộ trình tâm đầu tiên mà chót na cảnh thì dành cho chúng sanh ở 11 cõi dục giới. Còn chót động lực á, có thể là chúng sanh vừa ở cõi dục giới mà nó cũng vừa ở cõi các cõi còn lại. Trong 30 cõi. Vậy là xong rồi. Tâm thực sinh là xong rồi. Để sư xem lại một để tìm thêm cái thông tin mà trong trường hợp mà tục sinh mà nó chỉ có năm tâm động thực, để xem coi có sách nào đề cập thì sẽ sau này có thì sẽ chia sẻ thêm cho lớp ở trong phần đó. Rồi như vậy thì chúng ta kết thúc ở trong phần cái phần lộ trình tâm ở đây. Rồi thì sau nếu mà chúng ta học tiếp có thời gian học tiếp thì chúng ta sẽ học vô cái chính thức ở trong chánh tạng, đó là cái bộ pháp tụ. Rồi xin mời lớp nghỉ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nên tạm mấy cho cô Phúc Thị chiếu. Dạ, bài học đã kết thúc. Chúng con xin được kính tri ân sư Tinh Tuệ đã giảng dạy cho chúng con bài học vi diệu pháp về lộ ý môn viên tịch đặc biệt và lộ tâm tục sinh ngày hôm nay ạ. Dạ, kính thỉnh sư nghỉ ngơi. Dạ, xin mời đạo hữu Tịnh Hạnh thay mặt lớp học lên tụng kinh hồi hướng những phước báu có được trong buổi học pháp ngày hôm nay đến chư thiên ạ. Dạ, Nam mô Bụt Tha dạ, Nam mô Tham Ma dạ, Nam mô Sang Kha dạ. Con kính tri ân sư. Con xin thay mặt quý cô tu nữ, quý cô, chú học viên trong room hồi hướng phước báo của buổi học hôm nay đến chư thiên. Akasatha cha phom ma tha de qua na ga ma hi thi ka Bổn nhãn nô anumodan tu chi răng ra khan tu sa sa nang akasatha cha phom ma tha de qua na ga ma hi thi ka Bổn nhãn nô anumodan tu chi răng ra khan tu nô garo akasatha cha phom ma tha de qua na ga ma hi thi ka Bổn nhãn nô anumodan tu chi răng ra khan tu nhà ta yo akasatha cha phom ma tha de qua na ga ma hi thi ka Bổn nhãn nô anumodan tu chi răng ra khan tu pa ni nô akasatha cha phom ma tha de qua na ga ma hi thi ka Bổn nhãn nô anumodan tu chi răng ra khan tu nô sa đa Idang watano punyang asawa kaya wahang ho tu anagate kale. Sa sa thu. Buổi học hôm nay đến đây là kết thúc. Trân trọng kính mời quý vị trở lại lớp Vi Diệu Pháp Căn Bản Online vào các ngày thứ bảy hàng tuần vào lúc 19:30 đến 21 giờ giờ Việt Nam.
Dạ, chúng con kính chúc sư tinh tuệ, kính chúc quý sư, quý cô tu nữ mạnh khỏe và an vui. Dạ, kính chúc quý đạo hữu mạnh khỏe và được bình an trong cuộc sống ạ. Dạ, kính